Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Vĩnh Phúc thi công là cầu làm nứt nhà dân, phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Sĩ từ số điện thoại 0169, 3 số cuối là 480. Hàng trăm hộ dân ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chăn nuôi theo phương thức truyền thống gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Lê Công từ số điện thoại 0123, 3 số cuối là 784. Thanh Hóa, nông dân khốn đốn trước tình trạng dày nâu phá hoại trên diện rộng gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của lúa. Chia sẻ của khán giả Tiến Quân, trú tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mai bị mốc khi vẫn còn hạn sử dụng, phản ánh của khán giả Hoàng Thanh, số điện thoại 0968, 3 số cuối là 786. Người đàn ông không tay chân bán vé số kiếm tiền mưu sinh, chia sẻ của khán giả Vân Hằng từ địa chỉ email vân-hằng-512@yahoo.com. Ước nguyện hiến giác mạc của cô gái chết nửa người, chia sẻ của khán giả Xuân Hiếu, số điện thoại 0963, 3 số cuối là 525. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, là dự án trọng điểm của Bộ Giao thông Vận tải được thực hiện bằng vốn vay ODA của Hàn Quốc, dự án cầu Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc được đầu tư với tổng kinh phí hơn 137 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dự án này đang tạm dừng thi công vì gặp phải sự phản ứng mạnh của người dân xã Vĩnh Thịnh. Người dân cho rằng khi triển khai xây dựng các trụ cầu, nhà thầu đã sử dụng các loại máy móc gây rung chuyển làm nứt nhà dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây mời quý vị cùng đến với phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Sĩ từ số điện thoại 0169, 3 số cuối là 480. Vào đầu năm 2012, cầu Vĩnh Thịnh được xây dựng chạy qua xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi cầu được thi công, bà con nhân dân tại đây đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc giải phóng mặt bằng được đảm bảo cho công trường thi công. Một số nhà dân sống xung quanh hành lang cầu, nhà ở và các công trình phụ vẫn bình thường, không bị rạn nứt, không ảnh hưởng đến việc sinh sống, làm ăn. Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, khi triển khai xây dựng các trụ cầu, nhà thầu đã sử dụng các loại máy móc thiết bị gây rung chuyển, sụt lún, rạn nứt nhà ở và các công trình khác của người dân. Chính vì vậy, người dân đã cản trở, không cho nhà thầu tiếp tục thi công công trình cầu Vĩnh Thịnh. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Sĩ, thì việc cản trở thi công cầu của người dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc là do trong quá trình thi công, nhà thầu dùng cọc khoan nhồi ép cọc gây chấn động mạnh, khiến nhà và các công trình phụ trợ của một số hộ dân bị rạn nứt, sụt lún. Việc này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới tài sản của người dân mà còn khiến họ sống trong tâm lý hoang mang lo sợ. Cũng theo phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Sĩ thì vào cuối năm 2012, một số hộ dân tại các thôn Trại Trì, Liễu Trì, Môn Trì, Khách Nhi đã có đơn gửi các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Tường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và chủ đầu tư phải tạm dừng thi công một số trụ cầu. Tuy nhiên, cho đến nay, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công vẫn chưa có các biện pháp khắc phục thiệt hại của các hộ dân. Việc này khiến người dân rất bức xúc. Thưa quý vị, về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có công văn gửi tới Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu xác minh và làm rõ vấn đề nêu trên. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong các chương trình tiếp theo. Hiện nay trên địa bàn xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế có hơn 300 hộ dân chăn nuôi lợn. Do thả nuôi theo phương thức tập quán truyền thống, lượng phân chuồng, nước thải từ phân chuồng được thải ra tự do ra môi trường. Từ lâu ngày, phân và nước
từ gia súc thải ra ứ động, tích tụ đã gây nên mùi hôi thối nồng nặc, gây nên sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong cuộc sống của người dân trong khu dân cư. Đây là phản ánh của khán giả Lê Công Cường có số điện thoại 0123 3 số cuối là 784. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hộ chăn nuôi này có đến vài chục con heo. Hàng ngày, chúng vẫn được chăn nuôi theo cách truyền thống, thủ công như thế này. Còn đây là đường thoát nước thải. Nếu không nói, hẳn nhiều người nhầm tưởng đây là ao làng. Song thực chất, đây là vũng nước thải được tích tụ từ nhiều tháng nay. Cũng như nhiều hộ chăn nuôi khác trong vùng, gia đình này cũng đang áp dụng phương pháp xử lý chất thải bằng hệ thống biogas. Song biện pháp này chỉ giúp giảm thiểu phần nào mức độ ô nhiễm. Mùi hôi thối từ phân cùng nước thải chăn nuôi từ đây vẫn ngày ngày lan ra khắp khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hàng chục hộ gia đình xung quanh. Khán giả Lê Công cho biết, trong số các gia trại chăn nuôi trên địa bàn xã, chỉ có 10% số gia trại có áp dụng các biện pháp chăn nuôi hiện đại, có sử dụng hầm khí biogas. Qua tìm hiểu, anh Công được biết, trong hoạt động chăn nuôi, chất thải trong chăn nuôi lợn là nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất. Chất thải của các gia trại nuôi lợn tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế hiện nay chủ yếu được xử lý bằng hệ thống biogas, song hiện pháp này chỉ giải quyết được vấn đề thu hồi khí sinh học tận thu, làm nhiên liệu, còn mức độ giảm thiểu ô nhiễm không đáng kể. Không giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước và mùi hôi thối. Khán giả Lê Công còn cho biết thêm, hầu hết các hệ thống biogas hiện nay trên địa bàn đều được các trang trại xây dựng nhỏ hơn mức cần thiết, nên hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm lại càng hạn chế. Thực trạng này kéo dài nhiều năm nay đã gây bức xúc trong khu dân cư. Anh Công còn cho biết thêm, mặc dù các cấp chính quyền trên địa bàn huyện đã xây dựng đề án bảo vệ và cải thiện môi trường nông nghiệp nông thôn đến năm 2020, tuy nhiên việc yêu cầu các gia trại xử lý chất thải, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của các gia trại vẫn còn gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu tư, vận hành hệ thống xử lý chất thải, nước thải rất tốn kém, ảnh hưởng đến lợi nhuận của người chăn nuôi nên hầu hết các chủ chăn nuôi đều phớt lờ. Gửi clip tới chương trình, khán giả Lê Công hy vọng chính quyền địa phương sẽ có những biện pháp quyết liệt hơn để giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian gần đây, hàng nghìn hecta lúa mùa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bị nhiễm dày và các loại sâu bệnh ở mức nặng. Nhiều nơi, lúa còn bị cháy rụi không có khả năng thu hoạch. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới năng suất mà còn làm giảm sản lượng của cả vụ, sụt giảm nghiêm trọng. Đây là nội dung phản ánh của khán giả Tiến Quân, trú tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh do khán giả Tiến Quân đã ghi lại được. Thời điểm thu hoạch đã cận kề, nhưng tại cánh đồng thuộc các xã Hà Vân, Hà Bình và Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, những ngày này không có màu vàng của lúa chín, thay vào đó là màu đỏ rực của các đám cháy do dày nâu và bệnh bạc lá gây nên. Hơn một tuần nữa mới tới lịch thu hoạch lúa, thế nhưng một số hộ gia đình ở xã Hà Vân đã phải thuê mướn người gặt lúa sớm để tránh tình trạng lúa bị dày nâu phá hoại. Khán giả Tiến Quân cho biết, trong vòng 5 năm qua, đây là lần đầu tiên các diện tích lúa bị nhiễm dày nặng và lây lan nhanh như thế, cho dù các địa phương đã chủ động nhiều biện pháp phòng trừ. Hiện tại, nhiều hộ nông dân phải chấp nhận cắt bỏ những diện tích lúa đã bị cháy dày để hạn chế lây lan, đồng thời tập trung phun thuốc ở những diện tích lúa chưa chắc chắn xanh để hạn chế được phần nào tốt phần đó. Theo khán giả Tiến Quân, nguyên nhân dẫn tới việc khống chế dày nâu kém hiệu quả là do kiến thức phòng trừ sâu bệnh của người dân còn hạn chế, trong khi một số địa phương rất chủ quan.
Theo anh Quân được biết, ở một số nơi khi phát hiện dày hại lúa mật độ khoảng 2.000 con một mét vuông, các trạm bảo vệ thực vật địa phương đã khuyến cáo bà con nông dân mua thuốc phòng trừ dày bằng các loại thuốc nội hấp. Tuy nhiên, phun tới lần thứ 3, thứ 4 mà vẫn không tiêu diệt được dày. Qua tìm hiểu, anh Quân được biết, đến thời điểm này, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 2.000 hecta lúa bị cháy dày ở mức nặng, với hàng chục hecta bị cháy hoàn toàn không cho thu hoạch. Nếu không có biện pháp khoanh vùng diệt trừ quyết liệt, thì khả năng dày vẫn phát sinh, phát triển là không tránh khỏi. Điều này không chỉ gây hại cho lúa vụ thu mùa, mà còn tạo thành các ổ dịch tiếp tục ảnh hưởng tới sản xuất của vụ chiêm xuân tới đây. Bởi vậy, khán giả Tiến Quân hy vọng qua phản ánh của anh, chính quyền địa phương và các ban ngành chức năng sẽ sớm nghiên cứu có hướng giải quyết giúp nông dân tránh khỏi những thiệt hại nặng nề. Thưa quý vị, mới đây chương trình đã nhận được phản ánh của khán giả Hoàng Thanh có địa chỉ tại số 227 Trần Phú, huyện Đông Ngàn, thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại 0968, 3 số cuối là 786. Anh Hoàng Thanh phản ánh về một sản phẩm kém chất lượng, cụ thể khi mua một hộp phô mai hiệu Belcun do công ty Belcun Việt Nam nhập khẩu, anh Thanh đã phát hiện ra nhiều viên phô mai bị mốc, trong khi đó vẫn còn hạn sử dụng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh do khán giả Hoàng Thanh đã gửi về cho chương trình. Đây là hộp phô mai hiệu BQ do công ty BQ Việt Nam có trụ sở tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu mà khán giả Hoàng Thanh đã mua vào đầu tháng 9 vừa qua. Khi mua, hộp phô mai được bảo quản lạnh và được đóng hộp đầy đủ, nguyên vẹn. Tuy nhiên, khi bóc ra thì nhiều viên phô mai trong hộp đã bị mốc xanh dù hạn sử dụng còn khoảng 2 tháng. Theo phản ánh của khán giả Hoàng Thanh thì anh là khách hàng quen thuộc và thường xuyên sử dụng các sản phẩm do công ty BelQ Việt Nam nhập khẩu, đặc biệt là sản phẩm phô mai BelQ. Tuy nhiên, cách đây ít ngày, anh Thanh thật sự bàng hoàng vì khi phát hiện sự việc trên. Theo lời kể của anh Thanh thì vào đầu tháng 9 vừa qua, anh có mua một hộp phô mai màu xanh dương với 24 viên nhỏ, vị truyền thống tại một cửa hàng đại lý ở huyện Đông Ngàn, thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, để cho các con sử dụng. Nhìn bên ngoài hộp phô mai vẫn nguyên vẹn, vỏ bao vẫn được dán kín không bị hở. Tuy nhiên khi bóc viên phô mai đầu tiên để nấu cháo cho đứa con nhỏ của mình, anh thấy phô mai có hiện tượng mốc xanh. Thấy lạ, anh đã bóc những viên phô mai khác trong cùng hộp để kiểm tra thì thấy tình trạng tương tự. Điều đáng nói là hạn sử dụng của hộp phô mai này còn khá dài, đến ngày 11 tháng 11 năm 2013. Theo phản ánh của khán giả Hoàng Thanh thì kể cả khi mua ngoài cửa hàng và về nhà sử dụng, hộp phô mai này đều được bảo quản lạnh theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. Gửi clip cho chương trình, anh Thanh muốn cảnh báo tới người tiêu dùng khi sử dụng những thực phẩm đóng gói nói chung, cần chú ý quan sát trước khi sử dụng và chỉ nên mua hàng ở các cơ sở sản xuất uy tín. Thưa quý vị, về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có công văn gửi tới công ty BelQ Việt Nam yêu cầu xác minh làm rõ thông tin phản ánh của khán giả Hoàng Thanh. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, dù cụt cả hai tay, hai chân, sức khỏe yếu nhưng người đàn ông ngoài 40 tuổi ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Hàng ngày anh vẫn cố gắng lê từng bước trên khắp các con đường ở thành phố để bán vé số, kiếm tiền nuôi sống bản thân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của khán giả Vân Hằng từ địa chỉ email vân-hằng-512@yahoo.com để cùng tìm hiểu rõ hơn về nghị lực sống của người đàn ông này. Đã từ lâu, người dân tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn lạ khi thấy một người đàn ông cụt cả hai tay hai chân vẫn bán vé số trên đường. Giữa dòng xe tấp nập, người đàn ông cố lê từng đoạn khó nhọc để đi bán dạo từng tờ vé số, kiếm tiền mưu sinh qua ngày. Nhiều bà con hai bên đường vẫn thường ra mua giúp cho anh từng tờ vé số và được anh đáp trả bằng những nụ cười thân thiện. Chứng kiến những hình ảnh này, không ít người đã thấy rất khâm phục, cảm động vì ý chí vượt khó của người đàn ông giàu nghị lực.
chia sẻ của khán giả Vân Hằng thì người đàn ông trong clip vừa rồi là anh Huỳnh Thanh Đức, năm nay đã 41 tuổi. Ngay từ khi sinh ra, anh đã bị tàn tật không có chân tay. Hiện nay, những người thân của anh Đức đều đã mất, nên anh phải sống nương tựa vào một người anh kết nghĩa trú tại tổ 6, thôn Vĩnh Điểm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang. Trước đây, mọi sinh hoạt hàng ngày, từ ăn uống cho đến các nhu cầu vệ sinh cá nhân, anh đều phải nhờ đến sự chăm sóc của người anh kết nghĩa này. Với ý chí tàn nhưng không phế, quyết vượt lên số phận, anh Đức đã cố gắng luyện tập, di chuyển trong một thời gian rất dài. Đến nay, anh đã di chuyển được thành thạo, dù đôi khi còn gặp khó khăn. Để có tiền nuôi sống bản thân và không phải phụ thuộc vào người anh trai kết nghĩa, ngày nào anh Đức cũng đi khắp các con phố tại Nha Trang bán vé số kiếm tiền mưu sinh. Theo chị Hằng, hình ảnh anh Huỳnh Thanh Đức, một người không có tay chân nhưng vẫn không đầu hàng số phận, thật đáng để mọi người cảm phục và trân trọng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một câu chuyện đầy xúc động do khán giả Xuân Hiếu, chủ nhân số điện thoại 0963, 3 số cuối là 525, gửi tới chia sẻ cùng chương trình. Câu chuyện kể về một cô gái trẻ bị căn bệnh u tủy sống quái ác hành hạ suốt gần 10 năm qua, khiến sức khỏe ngày càng suy kiệt, đôi chân đang bị hoại tử. Tuy vậy, cô vẫn có nguyện ước cao cả là được hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt Trung ương. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh về người con gái này. Ở xóm 1, xã An Nhân Tây, thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương, ai cũng biết và cảm thương với cô gái bất hạnh Nguyễn Thị Nga. Cô gái 26 tuổi này đã phải nằm bất động trên giường như thế này từ sau cuộc phẫu thuật vào đầu năm 2004 cho tới tận bây giờ. Căn bệnh ung thủy đã cướp đi tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của Nga. Cuộc sống của Nga hiện tại chẳng khác sống thực vật là bao. Mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày của cô đều do một tay người mẹ chăm sóc. Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã không thể khiến cô gái trẻ đầy nghị lực này tuyệt vọng. Nga vẫn luôn luôn mong muốn cuộc đời mình sẽ không trở nên vô nghĩa. Nguyện ước lớn lao nhất của cô là được hiến tặng giác mạc để có thể mang lại hạnh phúc cho những ai kém may mắn như mình. Bị bệnh thế này em cũng chỉ hy vọng là con người sẽ giúp được em khỏi bệnh. Nhưng mà điều đó là không thể, đối với em nó chỉ là mơ thôi. Còn xem dường như em hiểu hơn cái hoàn cảnh của họ, những người bị khiếm thị đi. Em xem được cái chương trình đấy, nghĩ mình có thể giúp được họ đấy. Đôi mắt, phần cơ thể ít ỏi còn khỏe mạnh của cô gái trẻ này, rồi một ngày sẽ đem lại ánh sáng cho người khác, để làm đẹp cho đời, cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Trong thư gửi tới chương trình, khán giả Xuân Hiếu cho biết, Nam Nga học lớp 9, đôi chân của cô học trò vốn hay múa hát bỗng dưng tê dại, không thể chạy được trong giờ thể dục. Những ngày ở nhà làm theo gen để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ, chân Nga ngày càng tê buốt nhiều hơn. Cả gia đình tá hỏa khi thấy cô con gái không thể đứng lên và bước đi được sau một đêm ngủ dậy. Có bệnh thì vái tứ phương, kể từ đây hành trình đưa con đi chữa bệnh ngày càng khó khăn của bố mẹ Nga bắt đầu. Khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ cho biết Nga bị một khối u bám vào tủy của bầy đốt sống cổ nên phải thực hiện cuộc phẫu thuật rất phức tạp mà tỷ lệ thành công là rất nhỏ. Sau nhiều lần trì hoãn, ca phẫu thuật cho Nga cuối cùng cũng được tiến hành vào đầu năm 2004. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô, căn bệnh quái ác này ngày càng hành hạ thân thể Nga, không chỉ bị lở loét, phần xương đùi của cô cũng bị gãy vụn. Khán giả Xuân Hiếu còn chia sẻ, từ ngày con gái bị liệt nằm liệt giường, bà dụ mẹ Nga đã trở nên suy sụp, không ít lần bà đã định làm liều, song chính Nga lại là người động viên mẹ phải sống đến hơi thở cuối cùng. Thương con, bố mẹ Nga tập làm quen với cách cấm ống nước tiểu, rồi lấy những mảnh da chết cho con khỏi đau. Cô muốn xem TV, bố Nga dựng một chiếc gương ở đầu giường đối diện với TV 14 inch. Thế là cô gái bất hạnh này có thể liếc thấy những hình ảnh tuy bị đảo ngược nhưng chứa đựng đầy hơi thở cuộc sống ngoài kia. Ngoài ra, chiếc đài cũ luôn thường trực bên tai cô như một người bạn tinh thần giúp cô vượt qua những nỗi buồn và đau đớn dày vò thể xác.
Năm 2007, Nga biết đến chương trình hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt Trung ương qua một chương trình trên truyền hình. Cô suy nghĩ rất kỹ và quyết định nói cho bố mẹ biết vào 2 năm sau đó. Nga nhờ mẹ gọi điện đến Ngân hàng Mắt Trung ương và trở thành người đầu tiên của tỉnh Hải Dương tự nguyện hiến giác mạc. Biết chuyện hiến giác mạc của Nga, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà, thậm chí có người còn ngỏ ý mua giác mạc của cô với giá cao, nhưng Nga đã thẳng thừng từ chối. Bởi cô không muốn đôi mắt của mình trở thành hàng hóa, cô chỉ ao ước sẽ có người thay mình thấy được những màu sắc rực rỡ trong phần đời còn lại. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Cầu Vĩnh Thịnh thuộc địa phận xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc là dự án trọng điểm của Bộ Giao thông Vận tải được thực hiện bằng vốn vay ODA của Hàn Quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dự án này đang tạm dừng vì do trong quá trình thi công, nhà thầu dùng cọc khoan nhồi ép cọc gây chấn động mạnh, khiến nhà và các công trình phụ trợ của một số hộ dân bị rạn nứt, sụt lún. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Sĩ từ số điện thoại 0169, 3 số cuối là 480. Hiện nay trên địa bàn xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế có hơn 300 hộ dân chăn nuôi lợn. Do thả nuôi theo phương thức tập quán truyền thống, lượng phân chuồng, nước thải từ phân chuồng được thải tự do ra môi trường. Lâu ngày phân và nước từ gia súc thải ứ đọng, tích tụ đã gây nên mùi hôi nồng nặc, gây nên sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong cuộc sống của người dân trong khu dân cư. Phản ánh của khán giả Lê Công từ số điện thoại 0123, 3 số cuối là 784. Thời gian gần đây, hàng nghìn hecta lúa mùa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bị nhiễm dày và các loại sâu bệnh ở mức nặng. Nhiều nơi lúa còn bị cháy rụi, không còn khả năng thu hoạch. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn làm sản lượng của cả vụ sụt giảm nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Tiến Quân, trú tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vào đầu tháng 9 vừa qua, khán giả Hoàng Thanh số điện thoại 0968, 3 số cuối 786 có mua một hộp phô mai màu xanh dương với 24 viên nhỏ do công ty BQ Việt Nam nhập khẩu cho con sử dụng. Tuy nhiên khi mở ra, nhiều viên phô mai trong hộp này đều đã mốc xanh, dù hạn sử dụng vẫn còn khoảng 2 tháng. Dù cụt cả hai tay và hai chân, sức khỏe yếu, nhưng anh Huỳnh Thanh Đức, 41 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Hàng ngày anh Đức vẫn lê từng bước trên các con phố để bán vé số, kiếm tiền mưu sinh. Hình ảnh một người đàn ông không có tay chân nhưng vẫn không đầu hàng số phận, thể hiện được ý chí tàn nhưng không phế, thật đáng để mọi người cảm phục và trân trọng. Chia sẻ của khán giả Vân Hằng từ địa chỉ email vân-hằng512@gmail.com. Ở xóm 1, thôn An Nhân Tây, thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương, ai cũng biết và cảm thương với cô gái bất hạnh Nguyễn Thị Nga. Cô gái 26 tuổi này đã phải nằm bất động trên giường như thế này từ sau cuộc phẫu thuật vào đầu năm 2004 cho tới tận bây giờ. Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã không thể khiến cô gái trẻ đầy nghị lực này tuyệt vọng. Nga vẫn luôn mong muốn cuộc đời mình sẽ không trở nên vô nghĩa. Nguyện ước lớn lao nhất của cô gái này là được hiến tặng giác mạc để có thể mang lại hạnh phúc cho những ai kém may mắn như mình. Chia sẻ của khán giả Xuân Hiếu, số điện thoại 0963, 3 số cuối là 525. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC 14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hay email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904 88 1414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.